Người khôn có ba thứ luôn cầm theo khi tới nhà người khác. Kẻ dại lại cứ giấu hết ở nhà. Kính thưa quý vị thân mến, từ xưa tới nay, người khôn ngoan là người biết ăn nói, biết điều gì nên giữ ở trong lòng, điều gì nên nói ra. Nhờ đó mà họ được vạn người kính nể. Khi tới nhà một người khác, một người khôn ngoan luôn mang theo mình ba thứ sau đây. Kẻ dại dột lại cất giấu hết ở nhà. 1. Tri thức. Dù gặp gỡ ai, chúng ta cũng cần thể hiện bản thân mình là người có tri thức. Một người nếu nghĩ gì nói nấy, ăn nói mà không suy nghĩ thì càng khiến cho người khác xem thường. Tôi đã từng gặp những người thợ mà nếu ở một môi trường quy củ hơn, họ đã được tới 6 bằng sáng chế, mà họ chẳng có bao giờ quan tâm tới chuyện người khác nghĩ mình thuộc tầng lớp như thế nào. Tôi có từng gặp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người được đào tạo trong các đại học, học viện và các cấp cao hơn nhiều nữa, luôn tự nhận mình là một thành phần tri thức. Dù thực tế, họ chẳng có một chút kiến thức nào đáng kể. Hay là nếu có, thì những thứ đó cũng chẳng bao giờ được sử dụng để đóng góp một chút giá trị nào cho xã hội. Có thể thấy, nhiều người đến nhà bạn bè chơi chẳng có cần kiêng nể gì. Chính cái điều này càng khiến cho mối quan hệ ngày càng đi xuống. Nhưng mà là một người có tri thức thì họ sẽ biết giữ thể diện cho bạn của mình. Họ ăn nói khôn ngoan, có học thức. Bởi vì khi được bạn bè mời tới nhà chơi, chứng tỏ là họ rất coi trọng mình. Khi đến thăm nhà bạn, bạn cần phải biết rõ chuyện gì nên nói, chuyện gì cần phải hạn chế. Đừng để những câu nói làm ảnh hưởng tới thanh danh của mình. Thứ hai, sự tôn trọng. Trong cuộc sống, mỗi người cần phải được biết tôn trọng người khác. Khi ta tôn trọng người khác thì mới có thể nhận được sự tôn trọng của người khác đối với mình. Mọi người thì luôn tôn trọng nhau thì xã hội mới trở nên lành mạnh, tốt đẹp. Bạn dành sự tôn trọng cho người khác thì họ cũng sẽ kính nể bạn. Người mà càng thông minh càng biết tôn trọng trong lời ăn tiếng nói. Việc bạn tôn trọng người khác sẽ giúp cho bạn giữ được thể diện của mình và chủ nhà. Cuộc sống này là cho đi và nhận lại. Nếu như bạn không tôn trọng người khác thì đừng mong họ sẽ sống tốt với bạn. Thứ ba, sự thấu hiểu, biết điều. Nhiều người hiện nay có một tật rất xấu, đó chính là nói nhiều. Người ta vẫn nói dài, nói dai, thành ra nói dại. Vì thế, dù là thân thiết tới mấy, cũng không được ăn nói thiếu suy nghĩ. Một biểu hiện thường thấy của việc này, đó là khi bạn đến chơi nhà của một ai đó, nếu được chủ nhà giữ lại, thì nếu như một người bình thường sẽ nhận lời ngay. Trong khi đó, một người thông minh, họ sẽ cân nhắc có nên ở hay không dựa vào nhiều yếu tố. Ví dụ như, nếu như biết bạn mình đang gặp khó khăn tiền bạc tài chính, thì họ sẽ từ chối. Họ sẽ không muốn bạn của mình phải tốn thêm tiền để chuẩn bị đồ ăn, mâm cao cỗ đầy, cho nên sẽ tìm lý do để từ chối khéo. Đó chính là sự thấu hiểu và biết điều trong cuộc sống. Sự thấu hiểu có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong đời sống.
Khi chúng ta biết thấu hiểu nhau, ta sẽ biết cách đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người khác, để từ đó thấu hiểu và cảm thông. Để thấu hiểu được người khác có rất nhiều cách. Đầu tiên là phải biết tập trung lắng nghe và nói ít hơn. Bạn hãy lắng nghe điều đối phương nói bằng đôi tai, ánh mắt và cả trái tim. Bạn sẽ nhanh chóng thấu hiểu được đối phương của mình. Từ đó sẽ có những hành xử phù hợp với những gì mà đối phương mong muốn ở bạn. Để thấu hiểu được người khác, bạn nên đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được cảm xúc, suy nghĩ của họ là gì. Điều này sẽ giúp bạn nhìn sự việc theo đa chiều hơn. Bạn chỉ cần để tâm một chút là bạn đã có thể hiểu được những tâm tư, nguyện vọng của đối phương một cách nhanh chóng. Từ đó, bạn có thể đưa ra các quyết định phù hợp hơn, tốt hơn. Đừng ngại hỏi. Đặt câu hỏi chính là bí quyết giúp cho bạn thấu hiểu đối phương, người khác nhanh nhất. Nếu bạn muốn biết điều gì đó một cách chính xác, đừng ngại hỏi người ta. Đây là một trong những cách để bạn quan tâm tới người khác, bày tỏ sự chân thành, cởi mở và cho họ có thể bộc lộ bản thân nhiều hơn nữa. Khôn ngoan không mắc bốn lỗi này khi ăn cơm ở nhà người khác. Bản tính con người ta thường được biểu hiện qua những hành vi, cử chỉ. Thể hiện bốn lỗi này khi được mời dùng bữa là một hành vi thiếu khôn ngoan. Một người tinh tế không chỉ được minh chứng bằng lời nói, một hành động nhỏ của họ cũng sẽ giúp cho bạn đánh giá được bản chất của con người. Chỉ cần thông qua lời nói, lời mời của đối phương đến nhà dùng bữa, bạn cũng có thể nhìn thấy được điểm sáng, điểm tối của họ. Một người khôn ngoan sẽ không bao giờ phạm phải bốn lỗi kém duyên dưới đây. Nếu như họ có một trong các biểu hiện này, bạn nên đánh giá lại đối phương. 1. Đi đến nhà người ta ăn tối mà lại đi người không đến. Đa số chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi những quy tắc giao tiếp xã hội từ cha mẹ của mình trong suốt những quá trình lớn lên. Chẳng hạn như, khi mà ai nhờ việc gì, thường dễ đáp lễ bằng một món quà nhỏ để bày tỏ sự biết ơn. Khi nhận được quà từ người khác, bạn cũng cần phải đáp lại một cách lịch sự. Trong cuộc sống, việc làm này thường được mọi người gọi rằng có đi có lại mới toại lòng nhau. Khi được mời tới nhà người khác để dùng bữa, để nhằm để chủ nhà trả ơn cho bạn, họ thường kèm theo một câu nói: không cần mang theo gì đâu nhá. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là bạn đến bữa đó ăn tay không. Dù mối quan hệ hai người có thân thiết tới đâu, cũng nên không nên đi tay trắng để đến bữa tối được mời tại nhà người thân. Thực tế, không phải là chủ nhà cần cái món quà của bạn. Điều đáng chú ý hơn là việc đi cùng món quà là cách bạn thể hiện thái độ cảm ơn đến chủ nhà vì bữa tối và lời mời. Thứ hai, khoe khoang bản thân. Trên bàn ăn, có nhiều người vì vui, thuận miệng, có lúc thích khoe khoang, thể hiện. Nhưng mà càng khoe nhiều, khuyết điểm càng lộ rõ. Đây là một thói quen xấu. Nếu mà càng cố ngụy trang để tạo vinh quang cho bản thân, thì càng chứng tỏ sự thiếu hiểu biết của mình. Do đó trên bàn ăn, mọi người nên học cách kiểm soát suy nghĩ, lời nói của bản thân mình, tránh chuốc vào rắc rối. Đặc biệt, việc khoe khoang về tham vọng bản thân, thành tích cá nhân hay là tài sản chỉ khiến cho bạn rước thêm điều tiếng vào người mình. 3. Nhận xét
về các món ăn. Bạn cần phải nhớ, mình được mời đến bữa ăn tại nhà, không phải là dùng bữa tại nhà hàng. Mời mọi người đến nhà ăn cơm, đãi cơm thực tế là một món quà đáp lễ của chủ nhà. Đồng thời nó thể hiện thái độ, thể diện của chủ nhà. Song có một số người do tính thẳng thắn cho nên thường thoải mái nhận xét về chất lượng món ăn như là đang ăn ở quán ăn. Việc làm này khiến cho gia chủ thấy khó xử, thậm chí ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa hai người. Bởi vì việc tùy tiện đánh giá món ăn thực chất ám chỉ rằng lòng hiếu khách của chủ nhà là không tốt, không đủ làm bạn hài lòng. 4. Sử dụng điện thoại khi dùng bữa. Không ít người có thói quen sử dụng điện thoại khi ăn cơm. Nếu thực sự bận rộn, bạn nên hoàn thành công việc trước khi tới bữa. Nếu không, cần phải trân trọng bữa ăn chủ nhà mời. Ngồi xuống ăn cơm là phải ăn vui vẻ, thoải mái, giao lưu với mọi người. Thực tế, bữa ăn không đơn thuần chỉ để no bụng, mà còn là nơi để gắn kết tình cảm, mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong bữa ăn, có thể dành nhiều thời gian hỏi thăm chủ nhà hay là dành lời khen cho bữa ăn. Thay vì suốt ngày bữa ăn, ăn uống không có ai nói với ai câu gì, việc trò chuyện lắng nghe người khác sẽ thú vị hơn.